Cô gái đảm đang đứng rửa bát đĩa, chỉ nhìn thôi cũng thấy cô là người lương thiện, bởi tâm hồn cô to tròn và đẹp lắm. Thế nhưng cuộc đời cô ấy lại cay đắng xót xa khi sống cùng thằng chồng hờ tiểu nhân lông ngực. Người ta hôi nách còn có thuốc bôi, chứ cái giống hôi ngực thì chịu chết, cô chỉ đành chồng đít lại mà rơi nước mắt hàng đêm. Bi kịch xảy ra một ngày cô vắng nhà, thằng chồng say rượu định đè con gái ra sơi, thế rồi vô tình bị cô bé tiễn về với các cụ. Gắng trấn tĩnh cô xử lý hiện trường, bằng mọi cách cô ấy phải bảo vệ được con. Liệu rằng cuộc đời cô còn những bi kịch nào nữa thì mời mọi người đến với bộ phim vô cùng hay ho hi hữu hãi hùng hôm nay nha. Remanda và Sole là hai chị em lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở La Mancha, nhưng hiện cả hai đều chuyển đến Madrid. Cha mẹ của họ đã chết trong một vụ hỏa hoạn 3 năm trước. Hôm nay ra nghĩa trang dọn dẹp mộ phần xong, Remanda cùng con gái Paula và Sole tới thăm dì, đi không quà mà lúc về họ khuân nguyên cả đống đồ ăn. Tiện đường Remanda ghé qua nhà người hàng xóm Agustina, nhờ cô ấy thi thoảng để ý tới dì giúp, bà yếu lắm rồi mà sống một mình nên không yên tâm. Remanda rất muốn trả tiền nhưng Agustina không nhận, bởi với cô ấy đó là việc nên làm. Thu xếp xong công việc bọn họ rời quê về thành phố, Paco ở nhà đợi vợ mà chơi hết nửa thùng bia. Remanda nhìn cảnh ấy không hề vừa mắt, mặt đăm chiêu rồi phàn nàn chỉ trích mấy câu. Paula hồn nhiên chẳng để tâm điều đó, cô ngồi xuống ghế dạng háng phành chân. Paco nhìn con với ánh mắt lạ lắm, Remanda thì nghiêm giọng bảo Paula khép cái tàu lá chuối vào. Căn nhà này lúc nào cũng rộn ràng như thế, Remanda thì luôn chân luôn tay luôn cả cái mồm. Nhà thì nghèo mà chồng lông bông thất nghiệp, cứ bực mình cô lại chửi đồng vài câu. Đôi lúc độc mồm độc miệng là thế, nhưng Remanda có một tâm hồn to tròn và rất đẹp, cứ nhìn cái cách cô ấy đứng rửa bát là mọi người biết ngay. Tối hôm đó Paco vô tình thấy con thay quần áo, anh ta nán lại một lúc rồi chạy vụt đi vì sợ bị bắt quả tang. Leo lên giường anh móc cua vợ, thỏ thẻ xin lỗi bảo Remanda đừng giận chóng giả. Anh ta muốn đá cái chân trống nhưng Remanda không có tâm trạng, cô ấy lo cho gì lại thêm phần mệt mỏi sau một ngày lái xe, nên bảo Paco ngủ đi mai em còn dậy sớm. Tuy vậy Paco vẫn cho cái đuôi chuột vào ngoáy âu mỡ khiến Remanda buồn đến phát khóc. Hôm sau Remanda tới chỗ làm như thường lệ, trời nhá nhem tối cô mới bắt xe buýt trở về. Paula đứng đợi mẹ ở bến mặt buồn rười rượi, Remanda hỏi chuyện thì cô bé chỉ gật với lắc. Càng gần nhà Paula càng có biểu hiện lạ, mẹ hỏi bố đâu cô trả lời trong bếp. Remanda vào xem thì hét toáng cả lên khi thấy Paco nằm dưới sàn loang lổ máu. Lúc này Paula mới thút thít kể lại sự tình, hóa ra Paco không phải cha ruột của Paula. Trong lúc say rượu định giở trò đồi bại với cô ấy, Paula phản kháng rồi chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Remanda không thể ngờ thằng chồng mình đốn mặt như thế, cô ôm Paula vào lòng an ủi, sau đó bảo Paula ra ngoài canh cửa, nếu chuyện bại lộ cứ bảo mình không biết gì. Nói rồi Remanda nhanh chóng thu dọn hiện trường, giữa chừng có người đến bấm chuông cửa, Remanda ra hiệu cho Paula chạy lên phòng coi như không ai có nhà. Tuy nhiên Emilio vẫn liên tục gọi lớn, buộc lòng Remanda phải mặc vội cái áo ra mở cửa đối phó. Thấy vết máu trên người cô, hàng xóm Emilio cũng thắc mắc, Remanda nhanh trí bảo hôm nay tới ngày quên khâu chống thấm, thế là lúc bất cẩn nó vung vãi tùm lum. Emilio nghe vậy không hỏi thêm nữa, anh gửi chìa khóa nhờ Remanda trông nom hộ cửa hàng, bởi mai mình và gia đình đã chuyển đi nơi khác. Remanda vội nhận lời rồi vào nhà khóa cửa, cô vừa đắp được cái chăn cho chồng thì em gái gọi tới, Sole thông báo dì vừa mới qua đời. Remanda ngồi thừ người không nói lên lời, cô dự định xử lý xong vụ của Paco sẽ đón bà về ở cùng, vậy mà giờ sét đã đánh ngang tai. Remanda bảo em gái về chịu tang dì một mình vì bản thân rất bận, Sole nghe vậy không khỏi ngạc nhiên chất vấn, thế nhưng Remanda chỉ bảo sẽ giải thích sau rồi dập máy. Hai mẹ con quấn cái xác vào chăn cùng nhau kéo ra ngoài, Remanda mang nó sang cửa hàng của người hàng xóm Emilio. Cô bảo con đứng ngoài canh chừng, còn bản thân cố vận sức nhét Paco vào tủ đông trong gian bếp. Remanda bật chế độ làm lạnh sâu rồi cùng Paula trở về nhà. Hôm sau đang xem tình hình cái xác thì có người gọi cửa, Remanda giật bắn người bụt mồm chửi má đối phương. Anh chàng lịch sự xin lỗi rồi hỏi nhà hàng mở cửa chưa, tôi muốn đặt 30 suất 10 euro trên một cho đoàn làm phim. Remanda nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, hỏi thời gian và nhanh chóng chốt kèo. Do khá gấp cô phi vội ra chợ mua rau củ quả trước, trên đường về hỏi bà chị hàng xóm vay tiền mua thịt. Tuy nhiên cô ấy bảo mình vừa đụng góc lợn nên hết sạch rồi, thế là Remanda chuyển sang vay thịt lợn. Cứ như thế Remanda hỏi người khác mua chịu thêm lạp xưởng và mấy hộp bánh quy, khi đoàn phim tới thì mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Về phần Sole lúc này đã có mặt ở nhà dì, vừa bước vào cô đã thấy mẹ hiện hồn về bảo cho ôm một cái. Quá sợ hãi Sole quay đầu bỏ chạy sang nhà Agustina, mọi người đến dự tang lễ cứ ngơ ngác nhìn. May mà Agustina kịp thời xuất hiện trấn an, rồi sau đó dẫn Sole lên gác với tư cách tang chủ. Người dân ở đây sống vô cùng tình cảm, bởi vậy họ có tục lệ ôm hôn đủ hai má. Sole mới chào hỏi được một nửa số người trong phòng mà đã chóng hết cả mặt. Agustina biết ý kéo cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, sau đó kể cho mọi người chuyện lạ tối qua. Agustina nghe có tiếng người gọi nhưng ra cửa thì không thấy ai. Nhìn qua hàng xóm nhìn thấy cửa mở cô liền chạy sang và rồi phát hiện bà Paula đã tắt thở trên giường. Mọi người đều tỏ vẻ tiếc thương cho người đã khuất, đồng thời nhận định vong hồn ai đó đã báo với Agustina. Đoàn biết tổ buôn bắt đầu hoạt động, Agustina liền dẫn Sole xuống nhà ăn. Khi cô ấy đặt câu hỏi bà cũng thành thật, có người từng nhìn thấy linh hồn mẹ Sole, họ cho rằng bà ấy về để chăm sóc em gái.
Nghe đến đây Soleil có chút sợ hãi, tuy nhiên Agustina trấn an rằng không có gì phải lo, đôi khi người mất chưa hoàn thành tâm nguyện, họ hiện về nhưng sẽ không bao giờ làm hại người thân. Tang lễ của dì Soleil được tiến hành sau đó, dân làng đều có mặt để tiễn bà ra nghĩa trang. Tối hôm đó Soleil lại nghe thấy tiếng mẹ gọi, lần này cô trấn tĩnh và mở cốp xe, thấy quái nào mẹ cô bằng xương bằng thịt đang nằm trong đó. Thì ra Irene không hề chết trong vụ hỏa hoạn, tuy nhiên vì lý do nào đó nên bà ấy ẩn mình. Còn Soleil vẫn cứ nghĩ đây là hồn ma của mẹ, nên muốn dẫn bà về nhà chăm sóc rồi hỏi tâm nguyện sau. Remanda gọi điện hỏi tình hình về tang lễ, Soleil chỉ bảo mọi việc suôn sẻ mà không nhắc chuyện về mẹ. Trong cuộc trò chuyện, Remanda tiết lộ với em gái việc mình thuê lại cửa hàng của Emilio, đồng thời thông báo Paco đã bỏ đi và không bao giờ về nữa, nhà hàng đang bận nên cô ấy sẽ kể chi tiết sau. Nhờ có đoàn làm phim nên việc làm ăn của Remanda tạm thời ổn áp, cô thanh toán khoản vay thực phẩm cho hai bà chị hàng xóm một cách hậu hĩnh, rồi nhờ họ sắp xếp lại vài thứ trong cửa hàng. Phía bên kia Soleil đang nhuộm tóc cho mẹ, trong lúc trò chuyện cô dò hỏi về tâm nguyện bà chưa làm xong, tuy nhiên Irene chỉ trả lời qua quéo rồi nói sang chuyện khác. Soleil chỉ đành cụ từ khai thác, cô bảo mẹ giả làm người Nga nhập cư, rồi chỉ cho bà những công việc đơn giản về tóc, từ nay về sau Irene sẽ phụ giúp con gái trong cái cửa hàng mở chui này. Rất nhanh có hai người khách đến, hai mẹ con hù nhau diễn tuồng và qua mặt họ thành công. Phía bên kia đoàn làm phim nghỉ quay một ngày, Remanda liền tranh thủ dẫn Paula đến thăm em gái. Cô dặn con đừng nói gì tới việc của Paco, vậy nên khi Soleil hỏi bố về chưa, Paula lắc đầu, ông ấy nói vĩnh biệt trước khi rời nhà. Soleil thấy lạ nhưng không hỏi thêm nữa, bởi cô ấy chuyển sự chú ý sang người chị đang lục lọi lung tung. Thì ra Remanda ngửi thấy cái mùi quen thuộc của mẹ, Soleil phải nói dối mình mang đồ cũ về làm kỷ niệm, Irene trốn dưới gầm giường cười toe toét vì vui. Nhưng rồi một lát sau không khí đã thay đổi, Remanda thấy hộp nữ trang của dì liền trách em gái tham của, Soleil không thể bảo là mẹ mang chúng về nên chỉ đành ấm ức rơi nước mắt. Tối hôm sau đoàn làm phim đặt tiệc tại nhà hàng, Remanda mặc chiếc váy đen hở bạo, điểm thêm chút phân xón rồi giục con chuẩn bị lên đường. Tuy nhiên Paula cứ nằm ườn ra đó bảo mình không có tâm trạng, cái cảm giác tự tay giết bố không ngừng ám ảnh trong đầu cô bé. Remanda liền ngồi xuống trấn an con, bảo rằng Paco không phải bố đẻ của Paula, bố của con là một người trong làng nhưng đã mất vài năm trước, cụ thể dư lào thì hứa sẽ kể sau. Bữa tiệc được tổ chức khá thành công, Irene cũng đòi Soleil chờ mình đến để được nhìn con gái với cháu ngoại. Soleil dặn mẹ ở trong xe cẩn thận không người khác nhìn thấy, còn cô ấy xách vali của dì vào trong tìm chị gái. Remanda vui lắm và cũng chẳng còn nhớ chuyện cũ, tính cô phổi bò hay bỗ bã nên hôm trước nặng lời, chứ thật tâm lúc nào cũng thương em hết nấc. Nhìn mấy chàng trai bên ngoài đàn hát, cô bất giác nhớ lại thanh xuân ngân nga bài quen thuộc. Soleil xúc động còn Paula lại làm biểu cảm ngạc nhiên, vì từ bé đến giờ cô chưa từng được nghe mẹ hát. Remanda làm hết ly rượu nạp vitamin hung hăng, rồi ra ngoài nhờ người của đoàn phim đánh đàn cho mình hát tặng con gái. Giọng Remanda vốn đã hay lại thêm thứ xúc cảm khi nhớ về mẹ, cô vừa cất giọng đã khiến mọi người muốn khóc theo. Irene ngoài xe cũng không kìm được lòng mà mở cửa kính để nhìn và nghe cho rõ, đây chính là bài hát mà lúc trước bà từng dạy Remanda. Hôm sau có người đến xem cửa hàng muốn mua lại, Remanda liền gọi điện cho Emilio kể rõ sự tình. Ban đầu anh ấy rất giận vì nghĩ mình bị lợi dụng lòng tin, tuy nhiên khi Remanda trình bày hoàn cảnh cũng đồng ý để cô thuê lại. Tránh đêm dài lắm mộng, Remanda định thuê một chiếc xe tải xử lý thi thể của Paco, tuy nhiên lúc này Agustina lại gọi tới bảo mình bị ung thư, hiện đang điều trị tại một bệnh viện gần đó. Remanda vội vàng đến nhà em gái trả cái vali của dì cũng như gửi Paula ở đó, rồi ngay lập tức tới bệnh viện với Agustina. Không còn cách nào khác, Soleil đành đồng ý, rồi thể theo nguyện vọng của mẹ cho hai bà cháu Paula gặp nhau. Từ bệnh viện trở về, Remanda ghé qua tạp hóa mua 5 cuộn băng dính và 4 mét dây phơi, cô quyết tâm trong ngày phải mang cái xác kia khỏi cửa hàng. Thuê con tải nhẹ, Remanda chở xác của Paco tới bìa rừng, cô chôn cất anh chồng hờ cẩn thận rồi khắc lên cây đánh dấu. Hôm sau Agustina tới cửa hàng tìm gặp, cô ấy muốn nhờ Remanda gặp linh hồn Irene thì hỏi xem mẹ cô ấy đang ở đâu. Cái ngày bố mẹ Remanda qua đời vì vụ hỏa hoạn thì bà cũng mất tích, cho tới nay vẫn chẳng thấy thông tin gì. Nghe vô lý vãi con chồn nên Remanda từ chối hiểu, Agustina liền nói ra nghi vấn trong lòng mình. Cô ấy tiết lộ mẹ mình đã ngoại tình với bố Remanda, cô khẳng định việc bố mẹ Remanda chết và mẹ mình mất tích có liên quan tới nhau. Tuy nhiên Remanda không muốn đào lại chuyện quá khứ, cô chỉ hứa có thông tin gì về mẹ Agustina thì sẽ báo lại để tiễn khách. Chiều hôm đó Remanda cùng Paula tới nhà Soleil, vừa thấy chị Soleil đã cố tình nói thật to để mẹ nghe tiếng mà lánh mặt. Paula lấy cớ vào phòng để cảnh báo bà, Irene liền chui đầu khỏi gầm giường, bà biết rồi cháu nhỏ mồm thôi. Bên ngoài bà khách đang phàn nàn về người phụ nữ người Nga gội rửa đầu cho mình rồi đi đâu mất, Remanda nghe vậy ngay lập tức lên tiếng chất vấn em gái. Vốn Soleil cũng chẳng muốn giấu chị gái về việc mẹ hiện hồn, chỉ là cô sợ chị sồn sồn không tin. Nên khi nghe Remanda bảo sẽ giữ bình tĩnh, Soleil liền kể lại mọi sự tình, mọi tình tiết vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Những hộp bánh họ lấy ở nhà dì đều là do mẹ làm, bởi dì yếu rồi thì sao có thể vào bếp. Đôi mắt Remanda bắt đầu ngấn lệ, theo cái hất đầu của em cô chậm chậm tiến vào căn phòng, Paula cũng chỉ tay ra hiệu bà trong gầm giường đấy mẹ. Remanda cúi người xuống nhìn vào trong, khác với em gái và đứa con dại, cô ngay lập tức nhận ra mẹ còn sống.
Vừa nghe bà xin lỗi, nước mắt Rem Anda đã giàn giụa, không biết vì lý do gì cô ấy đã dắt tay con gái rời đi. Nhìn mẹ nức nở dọc đường, Paula vô cùng lo lắng, đây là lần đầu tiên cô bé thấy mẹ mình như vậy. Cô lấy khăn giấy đưa mẹ lau nước mắt, rồi khuyên Rem Anda hãy đến gặp bà nói chuyện rõ đầu đuôi. Nghe con xúi dại, Rem Anda vội vàng quay trở lại, lúc này sự thật kinh hoàng mới được hé lộ. Thì ra trước kia Rem Anda bỏ nhà đi cũng như lạnh nhạt với mẹ là bởi vì cô đã nhiều lần bị bố làm nhục. Cô không nói cho ai ngoài dì của mình, đến tận hôm xảy ra đám cháy Irene mới được em gái kể cho nghe, ông ta đã làm Rem Anda có thai và Paula chính là đứa trẻ đó. Lúc này Irene mới thấy cắn rứt lương tâm, thân là mẹ mà chuyện tày trời như thế không biết, bà cũng hiểu lý do Rem Anda rời bỏ quê hương và lạnh nhạt với mình, đó là vì cô hận mẹ nhắm mắt làm ngơ. Sau khi biết sự thật, Irene đã rất tức giận, bà chạy đi tìm chồng chất vấn thì bắt gặp ông ta ôm cô hàng xóm ngủ, không kìm được cảm xúc Irene đã châm lửa đốt cháy căn lều. Irene đã định trốn đi nơi khác, nhưng em gái quá yếu lên bà đành ở lại chăm sóc tới giờ. Mọi chuyện sáng tỏ, hai mẹ con cởi bỏ nút thắt trong lòng, cuộc sống của họ đều chẳng dễ dàng gì. Hôm sau cả gia đình trở về quê, họ lái xe đến nơi ngày xưa hay dã ngoại. Paula nhìn lên gốc cây liền hiểu chuyện, đây cũng chính là chỗ mẹ chôn Paco. Tối muộn họ đến nhà dì, mọi người cùng nhau nấu ăn rồi dùng bữa. Giữa chừng có tiếng gõ cửa, Irene tạm thời lánh mặt, Rem Anda cẩn thận bảo con gái cất bát của bà đi, là Agustina nên Rem Anda mời vào nhà dùng bữa. Nửa đêm hôm đó Irene sang nhà Agustina, bà đã nghe con gái nói lại tâm nguyện của cô cháu hàng xóm tốt bụng. Giờ đây Irene sẽ là một hồn ma hiện về chăm sóc cho Agustina, giống như trước đây bà từng chăm sóc em gái. Một lát sau Rem Anda chạy sang vì nhớ mẹ, Irene nói rõ ý định của mình, rồi khuyên con gái trở lại cuộc sống bình thường, thi thoảng sẽ lại gặp nhau. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.